Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa kỳ, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tại huyện Bảo Thắng và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện vừa tiếp xúc cử tri hai xã Bản Việt và Bản Cầm. Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Bản Việt phản ánh bất cập trong việc cấp đất trồng chéo của 14 hộ dân với công ty Dầu Tiếng tại thôn Cốc Lầy, Làng Trung. Hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp do khai thác khoáng sản tại thôn Bản Quần. Đề nghị sớm công bố quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã để người dân biết. Cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, đảm bảo giao thương, phát triển sản xuất. Cử tri xã Bản Cầm đề nghị huyện, tỉnh nâng cấp tuyến đường giao thông thôn Nậm Chủ, tăng cường quản lý xây dựng hạ tầng, đất đai, bảo vệ rừng, quản lý thuốc bảo vệ thực vật. Lãnh đạo huyện Bảo Thắng đã tiếp thu trả lời những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội đồng Nhân dân huyện nhấn mạnh, những kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách thuộc thẩm quyền sẽ tiếp thu và gửi tới các cơ quan ban ngành liên quan xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.